Rồi hôm nay mình quay lại với cái tủ lạnh Elri Imiter nha. Rồi. Cái loại này là model của nó là RN NL205S nha. 205 lít. 205 lít. Trên 200 lít. Bây giờ là máy nó hoạt động bình thường nha mọi người. À, quạt chạy nè, chạy có gió mạnh nè. Rồi trong đây mình quay vô nè, đó, nó lốc chạy đồng đá nè, đồng đá nè, đó, đang bám tiết từ từ, trắng nè mọi người. Hiện tượng của tủ này là hư. IC công suất nha mọi người. IC công suất thì nó cũng lúc đầu thì nó cũng có lúc thì nó chạy xuyên suốt, nó bó đá, có lúc thì nó lại tắt rồi thì nó không khởi động lại được. Nói chung là nó chập chờn mọi người. Khi mà mình kiểm tra và sửa chữa nó thì nó mới lòi cái bệnh nó ra là nó hư IC công suất. Đây là cái thường đó thì mình hay coi cái bảng mạch điện nè, thì ở đây nó có đầy đủ. 1 2 là sensor bên ngoài thì nó nằm ở trên đây, ở trên cánh cửa đây. Đây là sensor bên ngoài, sensor này khoảng 8K. Rồi cái 3 4 là sensor bên trong này nó khoảng 4K nha mọi người. Còn cái 5 6 là sensor ở ở dưới ngăn dưới. Cái 3 4 mình nói lại là cái sensor ngăn đá đó. Con này núm chỉnh nè, nó có đầy đủ mấy cái dây nè. Dây 10 12 là núm chỉnh. LED là 9 và 10. Rồi mình chiếu xuống dưới, ở đây nó cho thêm một cái bảng đèn chớp báo lỗi. Mình căn cứ vào cái bảng đèn chớp này, LED 2, LED 1 thì mình sẽ coi được cái lỗi của nó là lỗi gì. Qua đây, ở bên đây, mảng bên đây là LED 2 nha mọi người. Mảng bên đây là LED 1. Bên phần công suất là LED 1. Bên phần điều khiển này là LED 2. Thì dựa vào cái số mà nó lằn nó chớp á, chớp đèn á, thì mọi người đoán được là cái bệnh nó nằm ở đâu thì mọi người sửa. Thì cái này nó rất là đơn giản như vậy. Nếu nó hư cảm biến thì nó sẽ chớp lỗi cảm biến, còn nó hư công suất thì nó sẽ chớp lỗi bên công suất, hoặc là nó hư hệ thống xả đá gì đó nó sẽ chớp lỗi lên. Mọi người cứ nhìn mã lỗi mà bắt bệnh. Thì con Elri này nó dễ chỗ đó. Cái khó của nó là nó hư cái phần công suất này nè, thì nó hư phần công suất này là hư cái mạch mạch phao báo về, mạch phao báo về nha mọi người. Mạch phao báo về của nó thì nó không có bị mắc mà nó bị yếu. 5V báo về của nó còn có 4V nè, còn có 4V nè mọi người, là do cái con điện trở mắc mắc từ 5V xuống cái phao, xuống đường phao báo về để mà báo về 5V á, thì con điện trở nó bị thay đổi chỉ số, nó từ 1K mở lên là 6K rưỡi, nên nó làm giảm cái won báo về cho cái mạch phao. Thì cái con vi xử lý này nó hiểu là IC công suất có vấn đề, nên nó mới cho ngắt máy.
Bây giờ thì mình đã thay cái con điện trở đó rồi, thì máy nó chạy ngon lành nha mọi người. Đây con điện trở có chút xíu ở chỗ này đây, ngay cái điểm này là mạch vào của nó. Này mình quay bằng tay nên nó hơi rung, mọi người cũng thông cảm. Ở đây là con điện trở nè, mình gỡ ra con điện trở này. Nó để là một, thông thường thì con điện trở này có giá trị là 1K mình đoán thôi, còn cái ký hiệu nó để là 1C. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo, nhớ đăng ký kênh của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi trong thời gian qua.